Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu cho mọi người dòng counter của ông rong H7CX. Họ là H7CX, AWGN và con encoder E6B2 CWZ6C. Encoder này thì 360 xung trên một dòng. Hôm nay mình sẽ test thử những cái ứng dụng của con H7CX này. Và khi mà kết nối với lại con encoder thì nó có những cái ứng dụng như là để đo khoảng cách đi trong cái ngành như là cắt tôn hay là gì đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vào từng cái mode hoạt động của cái con H7CX này. Thì con E6B2 CW6C này á, thì mình có ba cái pha ga, pha A, pha B và pha Z, hai dây nguồn đây. Đây là con E6B2 CW6C, code là 6 ly, nguồn là DC 5-24. Đây mình có cái sơ đồ đấu dây luôn, đây sơ đồ đấu dây của nó. Pha A là dây đen, pha B là màu trắng, Z là màu cam, dây nguồn là dây 0V là màu xanh, dây màu nâu là dương, DC từ 5-24. Mình có một cái dây te nữa. Đây. Thì giờ mình sẽ đi vào cái ứng dụng, từng cái ứng dụng, từng cái mod. Giờ mình để vào cái mod hoạt động của nó, thì bây giờ mình nhấn cái nút mod và cái nút đầu tiên bên đây, nhấn và giữ. Đó, đây là cái mod đầu tiên. Cái mod này nó là một cái giá trị đạt được, chỉ cần một cái counter thôi. Nó tắt có một cái counter. Đó, mình chọn cái đoạn này xong mình nhấn thoát ra. Do encoder mình nhanh nên mình phải chọn tốc độ đáp ứng của H7CX này nhanh lên. Mình nhấn giữ mod để mình vô mình chọn cho tần số đáp ứng đó. Nhấn mod tiếp. Ở chỗ này nó đang mặc định là 30Hz. Thì con encoder nó nhanh nên là mình phải chỉnh nó là 5kg. Mình nhấn mod lần nữa để mình thoát. Thì trước khi thoát mình sẽ đi luôn những cái mod có trong đây. Đây là cái chỉnh tần số. Đây là chỉnh cái độ rộng của cái xung reset, là chỉnh cái dấu thập phân. Đó là cái scale tỷ lệ, cái tỷ lệ. Còn này mình chọn nó vào là NDN hay BNB. Cái màu này hiện tượng là màu red. Cái này là cái màu mà của cái giá trị hiện tại, cái giá trị trên này nè. Giá trị của dòng này nè. Mình chọn red á thì nó là màu đỏ này. Mình có nhiều cái giá trị màu để mình chọn. Là cái giới hạn cao. Những cái mod khác nè. Đó, đại khái nó là vậy. Thì hiện tại mình chỉ cần quan tâm bao nhiêu đó là đã đủ sử dụng rồi. Đó là mình chọn là một cái counter. Thì bây giờ mình xét cái counter này. Mình xét counter này giá trị là 100 đi. 100. Mình xét 100. 100 ha, 100. Mình xét đến đây. 1 là được 100, nhấn. Ông rong nó sản xuất, nó làm sẵn 6 cái phím này để mình chỉnh cho nó nhanh. Mình không cần phải tăng từ từ. Mình chỉnh cần hàng, chỉnh ở hàng nào, hàng chục, hàng trăm, hàng đơn vị, hàng ngàn, mình chỉ nhấn đúng vị trí số đó. Thì đúng vị trí đó thì nó nhảy lên, mình không cần phải tăng lên rất là lâu. Đó, giờ mình set là 100. Nhấn reset cái là để cho nó bắt đầu hoạt động ha. Thì reset này á, trên cái sơ đồ chân này nó có chân này reset nè. Nó có chân reset. Qua là mình reset bằng tay, reset bằng xung cũng được. Rồi bây giờ mình quay thử ngay encoder nha. Đủ 100 xung nó sẽ out ra. Cái dòng H7CX AWN này thì nó có hai cái output. Có hai cái output luôn. Nó cho thuận tiện cho mình làm những cái ứng dụng khác. Còn cái dòng mà H7CX A-N thì nó chỉ có một cái output thôi. Đó là xong cái mod thứ nhất là một counter. Bây giờ mình chuyển sang cái mod thứ hai. Mình có thể nhấn reset nè để reset nó lại, hoặc là kích cái xung reset vô chân reset của nó. Trên sơ đồ của con H7CX này nó có đấu luôn, nó có vẽ sơ đồ để cho mình đấu luôn nè. Mình nhấn nút mod và nhấn phím 1 này. Đó, đây là chế độ là hai counter, là hai giá trị đặt á. Mình nhấn lần nữa để mình thoát ra. Giờ mình
set cái giá trị này đang là set 2 nè. Set 2. Giờ set 2 á, ở ôm trong là mình cái set 2 phải lớn hơn cái set 1 thì nó mới chạy được. Đặt cái đại khái như là giờ mình set set 2 á là 300 đi. Set 1 mình set là 100. Ok ha. Nhấn reset để đầu đồng. Nghĩa là khi mà đạt 100 xung output 1 đóng, đạt 300 xung output 2 nó sẽ đóng. Output 1 đóng. Đạt 300 xung. À, do là lý do là mình xét tần số, cái tần số đáp ứng của con H7 này còn thấp quá, mình phải xét là 5 ký mới được, mình đang ở 30 Hz rồi. Mình xét lại nha, mình xét đổi cái tần số của nó. Cái tần số nó lên là 5 ký cho nó mới đáp ứng được. Rồi, làm lại nha. Đạt 100 xung. Output 1 đóng. Đạt 300 xung, output 2 đóng. Ở cái chế độ hai cái counter này á, hai counter này á, chỉ cần reset một cái thôi, chỉ cần nhấn nút reset hoặc là cấp reset cho một chân thôi, không cần phải reset hai chân luôn, thì tất cả cái output nó đều reset. Rồi, đó là ở chế độ ở cái mode hoạt động là hai counter. Giờ mình sẽ tiếp tục. Chế độ này á, là chế độ điểm tổng. Điểm tổng ha. Toto counter nè ha. Giờ mình nhấn thoát ra, nhấn mod về phím số 1. Ở cái chế độ hai tổng điểm tổng này á, ví dụ như là mình có 50 sản phẩm, 50 sản phẩm một gỗ, thì khi mà một gỗ á, khi nó chạy đối đủ 50 sản phẩm cho một gỗ, mình reset nó một cái. Dù mình làm 3 gỗ như vậy á, thì ở cái điểm tổng này nó sẽ ghi là 150 cái sản phẩm, 150 sản phẩm. Bây giờ mình sẽ test thử cho bạn xem nha. Bây giờ mình set 50 sản phẩm cho một gỗ. Ok ha. Rồi mình nhấn reset, bắt đầu đếm nha. Mình phải set cái tần số nó lại. Nhấn giữ nút mod. Mod nữa. 5 ký. Nhấn và giữ nút mod để thoát về, để về màn hình. Rồi. Bây giờ bắt đầu mình đếm nha. Một gỗ. Đếm đủ một gỗ rồi đúng không? Bắt đầu gỗ khác vô, nó reset. Thì mình cấp cái chân reset vô. Khi mà gỗ khác nó bắt đầu vô thì nó cấp chân reset. Ở đây mình test nhấn nút bằng tay. Bắt đầu reset. Gỗ thứ hai, đếm 50 sản phẩm. Rồi, bắt đầu nó reset. Đếm gỗ thứ ba, 50 sản phẩm. Ở đây nó có tổng nè. Tổng hôm nay mình đếm được là 3 gỗ, tổng cộng là 150 sản phẩm. Ok ha. Ở chế độ này thì khi mình vô cái chế độ Total nè, mình nhấn nút reset thì nó sẽ reset cái đếm tổng này. Ok, đó là cái mod đếm tổng. Bây giờ mình sang cái mod kế tiếp, thì nhấn mod và giữ phím 1 để vô cái chức năng kế tiếp theo. Đây là cái chức năng back counter. Set nha. Set là 50. Rồi set tần số lại. Không, nó đếm này, cái này là nó đếm số sọt, đếm số cái rổ á, đếm số cái gỗ đó. Bây giờ mình nói lại nha, khi mình đấy mình xét 50 sản phẩm cho một cái gỗ, một cái thùng đi, 50 sản phẩm cho một cái thùng, bắt đầu nó đếm 50 sản phẩm, bắt đầu thùng khác nó vô, reset cái nè,
đếm 50 sản phẩm khác nữa, thùng khác nó vô nữa, nó reset nữa nha. Rồi nhấn nút mod trên đây, mình đếm được 7, mình đếm được 7 gỗ, 7 thùng rồi nè, thấy không? Thì mình có thể set cái giá trị này, khi set cái giá trị màu xanh này nè, thì mình set là 10 thùng đi, 10 thùng nó sẽ out. Rồi đó, giờ thùng khác nó vô. Bây giờ mình đếm được 9 thùng rồi ha. Khi mà đủ thùng thứ 10 nó vô á, thùng thứ 10 nó vô á, thì cái output 1 sẽ sáng. Ở cái bát counter này á là đếm số thùng. Đếm số thùng. Nghĩa là một thùng 50, đếm đủ 50 thùng khác nó vô thì đếm đủ số thùng, ví dụ đủ 10 thùng thì vô được một kiện. Thì đủ đếm đủ 10 thùng á thì cái output 1 sẽ sáng. Ok ha. Rồi, mình sẽ sang cái mod tiếp theo. À, còn cái mod này á muốn reset á thì vô trong batch của ta là mình reset, hoặc là reset trên trên CP, reset trên số 1. Reset 1 á. Giờ mình được cái mod tiếp theo. Đây là dual counter và hai cái counter. Rồi, giờ mình reset nha. Dual counter này có nghĩa là khi mà mình sẽ thử ví dụ như mình set 360 xung, đúng như con này có đơ quen vọng 360. Rồi nhưng mình set cái nhưng mod giữ tần số để mình thay đổi cái tần số đáp ứng của con này. Ở đây thì nó có cái mod cộng và mod trừ nữa. Hiện tại mình đang để mod cộng ở cái con này, có nghĩa là khi mà cái giá trị một, giá trị ngôi giờ một thì giá trị hai á nó đếm xong nó cộng lại, đếm cộng lại chừng nào nè, cao tơ một nè, ở trên là cao tơ một, ở dưới cao tơ hai. Khi mà cao tơ một và cao tơ hai đếm và cộng lại bằng giá trị mình set, ở giá trị mình set là 360, có nghĩa là cao tơ một đếm được 180. Đại khái là thí dụ như đây con anh có đơ đi, nó sẽ quay đều, nên là cao tơ 1 180, cao tơ 2 180, thì hai cao tơ nó sẽ cộng lại và bằng 360 thì cái output nó sẽ out. Bây giờ mình sẽ thử nha. Đó, tại do mình lúc đầu mình làm bị lệch rồi nha. 180 180, cái này chỉ cần reset một chân thôi là reset được rồi. Rồi nó cộng hai giá trị lại, hai giá trị CP1 và CP2 lại. CP1 và CP2 nó cộng lại bằng giá trị set là nó sẽ out. Cả hai output luôn. Ok ha. Rồi, mình sẽ qua mod tiếp theo. Đây là dual counter nè. Đây là twin counter. Là hai cái counter hoàn toàn riêng biệt. Nè. Thì mình set cái giá trị 1 là 3 là 200 xung đi. Ở giá trị 2 mình set là 600 xung. Rồi ha. Rồi mình nhấn luôn, để mình nhấn giữ luôn nút mod đi vô, mình set lại cái tần số đáp ứng của H7CX này. Set là 5 kg, rồi nhấn giữ nút mod để thoát ra. Rồi, mình tăng lên nha. 200 á là cái output 1 sáng. Khi mà đủ 600 á là cái output 2 nó sẽ sáng. 600 này không? Mình đứng lại nha, mình đỡ cái này đi. Lưu ý là ở cái counter này á là cái set 2 phải lớn hơn cái set 1. Lên đủ 200 là cái output 1 sáng nè ha. Lên khi mà lên đủ 600 đầu bút 2 sáng. Thì khi cái ở chế độ này á, ở chế độ mà twin counter này á là reset ở reset chân nào là reset counter đó thôi. Ví dụ như là reset ở cái reset 2 ở trên đây á, nó gọi là cái reset 2 hoặc là reset 1. Reset nào tác động thì chỉ tác động đúng cho counter đó, không tác động cho counter khác. Còn ở những cái mod khác á, những cái mod khác thì reset chung, chỉ cần một chân reset là reset tất cả,
bạn nhớ ha. Đó, đang ở reset 1 rồi, nhấn reset thì nó reset 1 thôi. Ở chân số đang ở reset chân số 2 ở, còn nếu mình reset tay á thì màn hình ở reset nào mình sẽ reset cho cái reset đó luôn. Ví dụ như mình đang ở đây reset 2 nè, bây giờ mình nhấn nút reset, nó chỉ reset cho mỗi cái counter số 2 thôi. Thì mình muốn reset mà ở cái counter số 1 thì mình nhấn nút mod để cho nó về set 1, và mình nhấn nút reset để nó reset. Rồi, mình sẽ qua sang mod tiếp theo. Cái mod tiếp theo là cái mod đếm tốc độ, thì tốc độ á cũng tương đối dễ chứ không khó, do mình không có cái tốc độ chuẩn để mình thử cho các bạn xem. Đại khái là mình chọn nó tốc độ ha. Rồi mình thoát ra. Rồi. Mình sẽ set. Ví dụ như mình set ở đây là 600 xung. Set 2 mình set lên là 1000 xung. Rồi mình sẽ để tần số đáp ứng lại. Ở đây á nó có những cái mod, những cái mod mà mình chọn giá trị từ 600. Nó có những cái mod chẳng đại khái như là như này. Là dưới 600 trên 1000 là nó sẽ out, dưới 600 out 1 rồi trên 1000 out 2 gì đại khái là vậy. Thì mình vô đây mình set thì mình có thể tham khảo thêm tài liệu ha. Cho mình không có cái tốc độ chuẩn để mình test thử. Rồi mình set nó lên 10 kg riêng cái tốc độ á. Nhưng ở cái mối tốc độ là set tần số tối đa tới 10 kg lần. Đó. Dưới 600 á là nó sẽ ao 1, còn dưới 600 với 1000 á thì sẽ nó không ao. Còn trên 1000 á là nó sẽ ao 2. Đại khái là vậy ha. Rồi vậy là mình đã giới thiệu các bạn sơ qua về các mối hoạt động của H7CX, AWN và E6B2CW6C. Thì hai dòng sản phẩm này bên mình có cung cấp. Các bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc là cần mua hàng thì có thể liên hệ với mình ở cái số điện thoại và cái địa chỉ mail ở dưới. Cảm ơn các bạn.